Thì nó ra con số 4 thì mình win rồi ha. Đó, bạn thấy vốn mình nó nhảy lên không? Theo như tiêu đề thì mình sẽ chỉ cho bạn kiếm 100k mỗi ngày ha, với cái số vốn của bạn từ 100 đô thôi, một tháng nào đó khoảng tầm 3 triệu. Cái cách làm thì vô cùng đơn giản thôi, đây là một cái lỗ hổng từ sàn mà mình phát hiện ra được, mình muốn chia sẻ lại với các bạn ha. Các bạn hãy vào một trò chơi nè, sau đó vào trò chơi này ha. Rồi ở đây mình sẽ áp dụng công thức nha. Mình loại số đầu tiên là con số 0 nè, hai cặp trùng của nó là cặp số 1 và cặp số 5, thấy không? Mình loại là 0, 1 và 5 ha. Các bạn sẽ đi tất cả những con còn lại. Với số vốn 100 đô thì mình sẽ đi lệnh 1 đô ha, 0, 1, 5 thì mình sẽ đi những con còn lại. Và nếu mà lệnh này các bạn win á, các bạn kiếm được là khoảng 68k ha. Một ngày các bạn đi hai lệnh ha, các bạn kiếm đâu đó cũng khoảng hơn 100k ha. Đó thì một tháng trung bình khoảng tầm 3 củ trong tầm tay nha. Thì nó ra con số 4 thì mình win rồi ha. Đó, bạn thấy vốn mình nó nhảy lên không? Rồi, thì áp dụng nó vô cùng đơn giản thôi. Các bạn vào phần lịch sử, các bạn sẽ thấy có dấu hiệu mới vào nha. Cái dấu hiệu đầu tiên là mình loại con số vừa ra. Cái dấu hiệu thứ hai là ở trong cái 10 con số này nè, nó phải xuất hiện hai cặp trùng. Ví dụ như là cặp số 0 nè, cặp số 5 nè. Mình sẽ loại là 4, 0 và 5. Ở đây thì mình có thủ thêm một cái lệnh 3 đô nữa nè. Nếu trường hợp mà cái lệnh 1 đô mà các bạn lót á, thì cái lệnh tiếp theo bạn sẽ đi và mình lệnh 3 đô ha.